Trạm kiểm dịch động vật tại thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh. Nhìn khung cảnh hoang tàn này, không ai nghĩ đây là công trình chỉ vừa mới được nghiệm thu vào năm 2021. Được xây dựng trên diện tích khoảng 2.500 m², có những hạng mục chính như nhà làm việc, nhà nhốt động vật, lò tiêu hủy dọc quốc lộ 1A. Dự án sau khi được Sở Xây dựng nghiệm thu nhưng không thể bàn giao đưa vào sử dụng. Sau khi trạm đã xây dựng xong nhưng chưa đi vào hoạt động được do đường vào chưa đầu nối được và hệ thống điện nữa cũng chưa có để đủ điều kiện để trạm vào hoạt động. Sau khi hoàn thiện xây dựng từ cuối năm 2021 thì từ đó đến nay trụ sở này đều bỏ hoang và do không được duy tu bảo dưỡng thường xuyên nên hiện một số hạng mục tại công trình này đã có dấu hiệu xuống cấp và đòi hỏi các cơ quan chức năng cần sớm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để đưa công trình này vào hoạt động. Theo tìm hiểu của phóng viên, năm 2015, tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt đầu tư xây dựng dự án trạm kiểm dịch động vật Hà Tĩnh với kinh phí gần 8 tỷ đồng do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư. Thế nhưng, đến năm 2018 thì chuyển giao lại cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh thực hiện. Điều đáng nói, dù vị trí triển khai dự án không có quy hoạch đường gom đấu nối với quốc lộ 1A, nhưng vẫn được phê duyệt và thi công. Quá trình thực hiện lựa chọn vị trí đầu tư thì ban cũng không nắm được cái thông tin từ trước. Chỉ có cái điều làm trong quá trình thực hiện là đến lúc mà công trình gần xong rồi thì ban mới phát hiện ra những cái việc bất cập trong cái việc là cái quy hoạch về vị trí. Thì lúc đấy công trình này cũng đã được triển khai một thời gian. Trong khi trụ sở tiền tỷ bị bỏ hoang, thì nhiều năm qua, để có nơi làm việc trạm kiểm dịch động vật Hà Tĩnh phải thuê nhà dân. Do không có khu chức năng đặc thù, vị trí không phù hợp, nên quá trình dừng đổ phương tiện thực hiện công tác kiểm dịch dọc quốc lộ 1A vừa gây mất an toàn giao thông, vừa ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng rất lớn đến người và phương tiện qua lại.